Hello anh em, hôm nay thì mình lại cho anh em ra thăm đồng. Đây là cái máy bơm nước của mình đây, trên con zin huyền thoại của mình. Đó. Đây là tem riêng mình đặt bên mình nhá. Thì đây là cánh đồng Nghi Phú này. Các bạn có thể nhìn thấy cái đám ruộng kia của mình cạn nhè nước rồi. Nếu mà mình không bơm vào là chuột nó lại ăn hỏng hết. Vừa mới hôm nào mình có cho anh em đi thăm đồng bơm nước, bây giờ cánh đồng bây giờ là đã xanh ngát rồi. Cái này là mới cấy được có vài hôm thôi mà nó đã xanh như này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi xuống tận nơi. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, chuột nó cắn này. Đấy, chuột nó cắn này. Nếu như mình không bơm nước vào là chuột nó cắn hỏng hết. Ở đây là mình có hai thửa, một thửa ngay bên kia, một thửa bên này. Thì tí nữa là mình sẽ bơm cả hai thửa này luôn. Đó. Ok, thì tí nữa là mình sẽ lắp cái máy kia vào. Tí nữa mình sẽ lắp cái máy ở đằng kia vào thì mình sẽ cho anh em thấy. Cái máy này rất là ngọn nhẹ nhá anh em nhé. Ở cái clip hôm qua thì mình đã chia sẻ với anh em bơm rất khỏe anh em nhé. Thì hôm nay mình bơm gần thì mình mang một đoạn ống thì thôi. Đó. Ok, thì tí nữa thì ok, sau khi mình chuẩn bị xong thì mình đã kết nối xong cái máy này. Đó. Bơm nước ở dưới này anh em nhé. Nước rất ít anh em. Đây là cái mương rất là dài. Và tít đằng kia. Và tít đằng kia. Và cái mương này nó bắt nguồn tít từ trong cái núi trong kia ra. Đó. Mương nước rất ít. Mình để ra rất là bé. Ok, thì lúc đầu thì mình có mang cái đoạn dây bé cái đi. Nhưng mà là vì nó kết nối vào cái đầu ống nhựa ở đằng kia vào đây thì mình ra to lên cái nó tuột ra, mình còn ướt hết cả áo. Chỗ này còn đang bị gấp mất rồi. Để mình đặt lại đã. Đó. Chỗ nó đi. Đó. Cái ruộng của mình nước nó chảy mà. Đấy, cái vòi nó dài quá anh em. Đó. Mình phải để nó như này. Đó. Thì có nhiều anh em có comment và cũng Zalo tương tác với mình. Ở nhà anh làm nghề sao anh vẫn phải làm ruộng. Thực ra như này này, mình thì nhà mình không có ruộng. Đó, nhưng mà mình lấy vợ nhà nông thì bây giờ về đằng vợ mình nó có ruộng thì mình cũng làm thôi. Thực ra làm ruộng nó cũng rất vui anh em ạ. Có những cái mà những bạn ở khu vực thành phố lớn ấy, các khu vực thủ đô hay là thành phố Hồ Chí Minh ấy thì thường chắc là có khi không biết ruộng nó như thế nào. Đó, thì qua cái clip này thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái cách đi bơm nước đồng hay là đi ra thăm đồng chơi những cái thửa ruộng như này. Đó, đồng ruộng ở khu vực Kim Phú, Tuyên Quang mình cũng rất là rộng anh em nhé. Là tít đằng kia. Đó. Còn cái khu vực đường cao tốc ở đằng kia, qua đường cao tốc vẫn có một cánh đồng nữa cũng rộng tương đương như thế này thì mới ra đến thành phố đằng kia. Đó, đây là mình bơm, mình không muốn cho nó chảy trực tiếp xuống ruộng, nó sẽ thối ruộng mình ra, mình để lên bờ cho nó chảy xuống. Ok. Đó. Bơm từ đằng kia, có ra ở đây thôi mà mình phải lấy một cái đoạn ống dài hai mấy mét. Cái ống này nó cũng khá là đắt anh em nhé. Một quần 20 mấy mét này, nó 20 mét này. Nó rơi tầm 600 nghìn nữa. Cái máy kia là 2 triệu và cái đường ống hút từ dưới mương lên đó thì mình mua là 200 nghìn. Đó, thì tổng cộng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 triệu là anh em có thể là bơm lên ruộng ngon lành rồi. Đó. Cũng khá là dài. Từ kia ra đến đây nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 mét thôi. Mà mình phải mang một cái đoạn vòi dài như thế. Thì nhẽ mình lại cắt ra. Ok anh em, vậy là cái clip mình đã chia sẻ với anh em cách thức bơm. Đây là mình để rất là bé cho anh em nhé. Đó, mình để rất là bé. Thế cái này mình còn chưa mở hết rồi. Cái này mình để rất là bé. Hầu như để găng thi, to hơn găng thi thì tí thôi. Cái này nổ thì bé như này thì cực kỳ tiết kiệm xăng. Thì đây mình cũng không thể mở to được, mở to, nếu mà mở to từ kia thì nó sẽ hở chỗ ra ngay, nó sẽ bị e. Đó, anh em thấy nó hút lên cả bọt lên. Nên cái máy này nó vẫn hút được bình thường. Đó, thi thoảng nó sẽ hút cả bọt lên luôn. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em.
Ở clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà bắt bệnh ở trên cái xe. Ví dụ là cái bệnh mà anh em thường gặp ở xe Honda hay dòng Yamaha, những cái bệnh mà liên quan đến bình ắc quy hay cụ đề đó. Đó, thì hẹn anh em clip tiếp theo. Thì mình cũng vừa đi ship hàng cho anh em về. Thì hôm nay về tranh thủ còn sớm thì